Xin chào các bạn, mình là Tùng, mình đến từ nội thất CGG. Hiện tại mình đang có mặt tại khu nghỉ dưỡng làng Ba Khan. Phía sau lưng mình đây là một căn phòng deluxe dành cho hai người, view suối. Thì hôm nay mình xin review cho các bạn về căn phòng này dưới góc nhìn của một người làm nội thất. Còn bây giờ thì xin mời các bạn cùng với cả mình đi vào khám phá cái căn phòng này nhé. Xin mời. Đây chính là căn phòng deluxe ven suối đẹp nhất trong khu nghỉ dưỡng làng Ba Khan. Phòng với diện tích là khoảng từ 20 cho đến 25 mét vuông, được chia làm hai khu vực chính, đó là khu vực nghỉ ngơi và khu vực vệ sinh. Ở chính giữa sẽ là một chiếc giường 1m6 x 2m, gồm có thành đầu giường và hai bên là cái tát đầu giường. Tiếp đến nữa là sẽ là một cái chiếc giường gọi là sofa bed. Có bên để kiểu như này nghỉ ngơi này, hoặc là chúng ta nói chuyện với cả một ai đó khi ngồi trên giường. Và mà chúng ta muốn xem TV thì ở đây sẽ có một cái TV cùng với cả một kệ TV. Trong cái kệ TV này thì khu resort cũng trang bị cho chúng ta là một chiếc cái tủ lạnh để có thể để đồ được. Và một phần cuối cùng cho việc là gọi là khu pha trà cùng một ít đồ ăn nhẹ cho những ai đang ở trong căn phòng này. Đi sâu một chút là chúng ta sẽ nói về chiếc giường. Chiếc giường 1m6 x 2m này là một chiếc giường dành cho hai người, vừa đủ cho hai người luôn, hai người lớn. Và giường cao là 60 phân. Đấy, 60 phân. Giường cao như vậy là bởi vì ở đây chính là một lợi thế là về việc mà view trực diện chúng ta ra suối này. Thì ở trên cao này, chúng ta làm trên cao này, chúng ta vẫn có thể nhìn được ra suối. Và để làm cao như vậy thì chiếc giường được trang bị một đệm ngò xo khá là dày. Đấy, dày khoảng tầm 25 phân này. Đấy. Và đây chiếc giường ngò xo này rất là khá êm ái. Rồi tiếp nữa, hai bên sẽ là một chiếc tát đầu giường với chiều cao là 50 phân. Đấy, 50 phân đây. Đấy, chiều cao 50 phân. Rộng cũng 50 thôi. 50 và sâu 50 là thoải mái cho chúng ta để đồ được rồi. Hay là ví túi xách ở đây. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có chiếc ổ cắm. Thì cái ổ cắm của bạn nên lưu ý rằng là mình sẽ để trên cách táp là khoảng tầm 20 phân đến tim của ổ cắm. Tại sao như vậy? Thì khi mà để ở tầm này ấy, khi bạn quay sang ấy, bạn sẽ dễ dàng việc bật tắt. Đấy. Bật tắt. Và chỗ ổ cắm này sẽ gồm có cả công tắc và ổ cắm. Một là vừa chúng ta để dùng cái công tắc đảo chiều cho cái khu vực đèn ở phía trên trần ấy, thì thay vì chúng ta là phải chạy ra ngoài kia chúng ta tắt, thì chúng ta chỉ cần nằm ở đây thôi là chúng ta đã tắt được rồi. Thứ hai nữa là ổ cắm để cho việc sạc điện thoại hay là gì đó. Đấy, tắt đồ giường này với cả bên này cũng thế. Và có thêm chiếc thành đồ giường nữa, nhìn sẽ rất là đẹp. Thành đồ giường chỉ cần cao khoảng 1m1 thôi là thoải mái rồi. Vừa rồi thì chúng ta đi một lượt về công năng khu vực nghỉ dưỡng này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nhận định về phong cách thiết kế cũng như các chất liệu, vật liệu sử dụng cho căn phòng. Thì đầu tiên phải kể đến là chiếc gần về cái trần của căn phòng. Trần căn phòng ở đây người ta không sử dụng trần đánh cao như thông thường mà sử dụng trần tre. Mà trần tre ở đây thì là dùng những tre với đường kính thì khoảng tầm 10 đến 15 mm. Tại sao như vậy? Bởi vì khu vực đây là khu vực miền núi, độ ẩm cao. Thì và mặt hai nữa là cái vật liệu tre cũng là vật liệu rất là sẵn có ở khu vực miền núi này. Chính vì vậy và việc sử dụng tre ấy thì là nó cho cái thời gian sử dụng được lâu hơn. Và lại sử dụng những tre tấm tre nhỏ này, những cái tre mà có cái kích thước đường kính nhỏ ấy, sẽ giúp cho cảm giác của chúng ta khi bước vào căn phòng ấy không bị cảm giác là trần nó thấp. Hai nữa là nó cho chúng ta thấy cảm giác là an toàn. Vật liệu ngoài cái tre thì chúng ta sẽ thấy là đa phần ở đây căn phòng được sử dụng là vật liệu bằng gỗ, là gỗ tự nhiên. Đấy, gỗ tự nhiên về việc mà chống chịu với kiểu khí hậu ẩm thì rất là tốt. Đa phần đây sẽ là gỗ tần bì hay là gỗ một cái tên khác mà mình
Việt Nam mình hay dùng, đó là gọi nó là gỗ suối Nga với tông màu sáng. Sử dụng tông màu sáng này, thứ nhất nó tạo ra một cái nét rất vẻ đẹp riêng của gỗ tự nhiên. Cùng với đó là tông màu sáng này làm cho căn phòng cũng rất là trông rất là dễ chịu, sáng sủa. Sàn của căn phòng được lát gạch, vân của gạch này giống hệt kiểu đá luôn, để nó không bị lạc tông với cái những phong cách chung mà người ta đang muốn thiết kế. Bởi vì gạch có rất là nhiều kiểu màu, như kiểu vân gỗ chẳng hạn này. Đấy, nhưng mà tại sao người ta không thích dùng vân gỗ mà dùng vân đá? Nhất là chính là vì cái ngôn ngữ thiết kế của người ta. Cái thứ hai nữa là thay vì sử dụng gạch, mà tại sao người ta không dùng sàn gỗ để đi cho kiểu dạng ấm? Cũng một phần liên quan đến khí hậu đặc trưng của khu vực vùng núi tỉnh Hòa Bình này, không khí lạnh, độ ẩm cao. Và nếu sử dụng sàn gỗ ấy, thì cái việc mà thời gian tuổi thọ sử dụng của cái sàn ấy nó không được lâu. Chính vì vậy việc sử dụng sàn gạch theo tôi đánh giá đây rất là phù hợp. Là về phong cách thiết kế, nó có sự pha trộn của một của nét gọi là dân tộc của vùng núi Tây Bắc, như bằng được thể hiện thông qua là những tấm tấm thổ cẩm lớn được treo trên trần này, hay là những khung tranh vải thổ cẩm. Ở đấy cũng là một nét rất hay, thay vì sử dụng tranh thì người ta dùng những khung vải thổ cẩm như này, giống như là thay thế một bức tranh luôn, và nó phù hợp với cái có địa thế ở đây cũng như không gian ở đây. Tuy nhiên chiếc đèn này mang phong cách Nhật Bản. Các bạn sẽ thấy đặc trưng của phong cách Nhật Bản với giấy gió với cả gỗ. Tiếp nữa chúng ta sẽ đi vào trong cái khu vực nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì cửa ở đây cũng là làm bằng gỗ tự nhiên chứ không phải bằng cửa gỗ nhựa hay là gỗ công nghiệp. Và cái thể hiện của họ dùng cái lan trước này là một nét cổ, không còn hiện tại thì nó còn rất ít nhà dùng kiểu này, bởi vì liên quan đến việc vệ sinh lau chùi. Nhưng đây người ta mang phong cách là hòa hợp với tổng thể chung nên là người ta vẫn sử dụng kiểu lan trước này. Phòng nhà vệ sinh ở đây thì cũng bố trí công năng cơ bản là gồm có khu vực chậu rửa mặt, khu vực xi bè, hay khu vực hồ tắm đứng. Thì đầu tiên phải kể đến đó là chỗ chậu rửa mặt. Chậu rửa mặt ở đây họ sử dụng sứ của hãng Toto, là một hãng thương hiệu tầm trung và cao cấp. Và tôi nhận định ở đây vì cái phong cách nhà vệ sinh đấy nó hình như là tách biệt, khác hoàn toàn so với phong cách mà phía khu vực nghỉ dưỡng. Tại sao? Bởi vì ở trong này người ta sử dụng trần thạch cao này, cũng như là các thiết bị kiểu inox này, nó sẽ không phù hợp. Nếu mà sử dụng bằng đồng thì theo tôi thấy phù hợp hơn. Đấy. Hơn nữa là nếu mà xả cao như này và sẽ thể hiện được xả cao như này và bắn mạnh như này, thì nếu mà chúng ta sử dụng cái chiếc chậu, cái bồn chậu lavabo này mà nó thấp như này, nó sẽ gây tình trạng bắn. Vì vậy chúng ta sẽ cân nhắc cái việc mà sử dụng cái chậu lavabo mà để trên mặt bàn đá này, nó cao hơn một chút, cổ cao lên thì nó sẽ không bị tình trạng bị bắn như vậy. Và hơn nữa là chúng ta lưu ý về khi mà lắp đặt thì chiều cao của cái chậu lavabo nó cũng phải là tầm kiểu ngang, gọi là ngang với rốn. Với chiều cao đó thì trung bình sẽ là 90cm. 90 là cái chiều cao thông thường hiện nay mà đa phần các nhà người ta sẽ làm để là lúc mà người ta rửa mặt hay là rửa tay ấy, hoặc là cúi ấy, nó không bị mỏi. Bên cạnh nữa là ở đây người ta dùng chiếc treo khăn hình tròn này thì đúng là chỉ dùng cho khu vực nghỉ ngơi resort thôi, còn đối với khu vực gia đình của chúng ta ấy, thì nên làm một cái thanh treo dạng dài này để chúng ta có thể treo được cái khăn mặt ở đây, hoặc là khăn lau tay. Để sao? Bởi vì khi mà chúng ta dạng dài, chúng ta có thể giải cái khăn ra và khăn sẽ dễ nhanh khô hơn so với để kiểu dạng cuộn này. Cái cuộn này nó khô á.
Thứ nữa ở đây là một chiếc gương và một chiếc đèn đèn chiếu gương. Thì bây giờ hiện tại trên thị trường cũng rất là nhiều kiểu, thay vì chúng ta phải chia làm hai cái tách biệt giữa hai phần gương và phần đèn ra, thì hiện tại cũng sẵn cái gương và đèn led ở bao quanh này. Và tiếp nữa là khu vực đèn gương này, bên này họ bố trí ở bên trong phòng chứ không phải là ngoài phòng. Còn thông thường thì sẽ nên bố trí ở ngoài phòng để cho thuận tiện thao tác. Và một cái nữa là ổ cắm ở trong nhà vệ sinh, nên sử dụng ổ cắm bảo vệ có cái lắp chè ở phía trước này, tránh tình trạng mà nước nó bắn hoặc là có một cái vấn đề gì đó liên quan nước thôi, để tránh hiện tượng chạm chậm. Còn tiếp nữa là cái chỗ xi bệt thì ở đây nó cũng là dùng xi bệt của hãng Toto thôi. Thì hiện tại trên thị trường có, nếu mà nhà bạn muốn đầu tư một chút về của hãng Toto này, thì Toto hiện tại họ cũng có cái dòng sản phẩm cao cấp là men nó không bị ố, và hai nữa là cái việc mà dùng công nghệ không tạo những khó chịu khi mà bạn xả. Tiếp nữa là khu vực tấm kính, đây chỉ là khu vực tấm kính ngang thôi, nhưng mà theo tôi thì nên đối khi với nhà bạn mà khi bạn làm ấy, thì bạn nên làm kín. Tại sao vậy? Làm kín như vậy thì để mà khi mà bạn tắm trong này nước sẽ không bị bắn ra ngoài. Đây bạn nhìn xem dưới sàn này, nó khi mà bạn tắm hoặc là bạn xả nước ấy, nó nhiều khi nó sẽ bị ướt cái nền này và bạn phải đi lau chùi rất khó chịu. Còn nếu mà bạn làm tấm kính kín có cánh mở ở đây, mở hết vào bên trong này, đấy hết như này này, thì có việc bạn tắm trong này này nó sẽ không ảnh hưởng gì với khu vực bên ngoài và nước nó chỉ chảy vào xuống dưới thôi. Và trong này thì họ cũng đã làm cái việc giật cấp cho cái nhà vệ sinh này rồi. Đấy, việc giật cấp này để cho nước để nó không bị tràn ra ngoài. Nhưng mà kính này khi mà lắp ấy, họ lên lắp ở phía trên cao và bôi kín silicon ở phía dưới chân ấy, để nước không bắn ra. Tiếp nữa là về phần hút mùi. Thì theo tôi nhận định ở đây nhá, hút mùi ấy, thì bố trí ở đây rất là lắc. Bởi vì việc hút mùi này sẽ gió nó sẽ thổi từ theo nguyên lý đối lưu, gió sẽ từ ngoài hút vào trong đến đây, ở đây thì rất là lạnh. Do đó khu vực này theo tôi không cần về cái hút mùi đặt đây, và khu vực này chỉ cần thêm một chiếc đèn sưởi trên này này, đèn sưởi trên này, thì ví dụ trong trường hợp mà mùa đông ấy, thì mình có thể bật đèn sưởi đây mình khi mình vào đấy, sau đó mình tắm cho mình kỳ đây, nhưng mà đèn sưởi chiếu vào một mình này đấy, xong mình lại vào mình tắm tiếp. Thì như vậy mình sẽ luôn giữ cái ấm liên tục khi mà có dưới làn nước nóng hay là dưới cái anh gọi là không khí nóng phá từ đèn sưởi. Còn về cái hút mùi, thông thường các người ta sẽ thiết kế ở khu vực trên cái chỗ mà thẳng với khu vực xi bệt này, để khi mà bật lên thì những không khí mà bốc ra từ khu vực xi bệt này hay là từ chỗ thoát sàn này sẽ được hút lên trên để hút ra ngoài. Và đây sẽ là lý do tại sao căn phòng deluxe ven suối này lại là đẹp nhất trong khu nghỉ dưỡng là làng Ba Khan. Wow, bạn nghe tiếng róc rách không? Hiện tại đây là vào thời điểm vào tháng 3, thế nên là nước nó sẽ ít, nhưng mà vào những mùa nước lớn ấy thì bạn sẽ thấy nước chảy lênh láng luôn. Và đây cảnh hồ Hòa Bình. Vậy là chúng ta vừa đi review phòng deluxe trong khu nghỉ dưỡng làng Ba Khan này. Và hy vọng với những kiến thức vừa rồi cũng như là những nhận định về việc bố trí công năng cũng như vật liệu sử dụng,
giúp ích cho các bạn là khi mà bạn làm nhà hoặc là các bạn làm nội thất cho căn hộ chung cư của mình sẽ có áp dụng được nhiều hơn, giúp ích cho các bạn hơn để phục vụ sao bạn sử dụng thấy thuận tiện và sử dụng được lâu dài hơn. Vâng, xin cảm ơn. Và nếu bạn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận những video mới nhất từ nội thất CLG. Một lần nữa xin cảm ơn và chào tạm biệt.